huấn luyện viên Kim Sang-sik và gánh nặng vô địch AFF Cup. Sau chức vô địch AFF Cup 2018 của ông Park Hang-seo và sau khi dừng chân ở vòng loại thứ hai World Cup, tân huấn luyện viên Kim Sang-sik lại tiếp tục săn tìm ngôi vô địch Đông Nam Á vào cuối năm nay. Đã từng vào đến tứ kết Asian Cup 2019, vô địch AFF Cup 2018, vòng loại thứ ba World Cup 2022, nhưng chỉ sau chu kỳ thoái trào của lứa cầu thủ dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam lại quanh quẩn tìm ngôi vô địch Đông Nam Á đang rơi vào tay Thái Lan. 4 trận giao hữu chất lượng chờ săn ngôi vô địch AFF Cup 2024. Sau khi sớm dừng bước ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 khiến ông thầy người Pháp Thu Uze mất việc, tân huấn luyện viên Kim Sang-sik người Hàn Quốc qua lò môi giới của công ty đại diện ông Park đã nhanh chóng ngồi ghế nắm các đội tuyển Việt Nam. Vào tháng 9, VFF sẽ mời các đội tuyển quốc gia mạnh chạm trán với chủ nhà Việt Nam ở sân Mỹ Đình trong dịp FIFA Days, dự kiến là Nga và Thái Lan. Đây là hai đối thủ mạnh, nếu không muốn nói là trên tầm các học trò ông Kim Sang-sik. Tuyển Nga vừa trở lại sau các đợt cấm vận, có thể không mạnh như chính họ trong quá khứ, nhưng với vị trí 33 thế giới, họ vẫn luôn đáng ngờm. Thái Lan từ lâu nay là đối thủ chuyên kiếp của bóng đá Việt Nam và bất chấp thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo từng vô địch AFF Cup 2018, họ không khó lấy lại ngôi đầu Đông Nam Á hiện tại với vị trí 101 thế giới, hơn thầy trò Kim Sang-sik 14 bậc. Cũng cần biết thời vàng son của ông Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam hòa ít hơn là thua Thái Lan trong các trận đấu chính thức mà không thắng nổi trận nào. Chắc chắn, nếu hai khách mời này chịu chơi hết sức ở sân Mỹ Đình vào tháng 9, chủ nhà Việt Nam không dễ tìm chiến thắng. Và một tháng sau đó, thầy trò Kim Sang-sik tiếp tục có thêm hai trận giao hữu trong giải đấu tam hùng với hai khách mời vừa tầm, dự kiến là Ấn Độ và Lebanon. 4 trận đá tập của đội tuyển Việt Nam là bước chạy đà vừa phải cho nhiệm vụ quen thuộc, cứ ngỡ đơn giản để vươn tầm nhưng lại như một gánh nặng là chức vô địch AFF Cup 2024 vào tháng 12. Huấn luyện viên Kim Sang-sik dù muốn dù không vẫn phải theo toan tính thành tích của VFF và chiều chuộng mong mỏi từ giới hâm mộ với đỉnh cao Đông Nam Á. Đáng chú ý, chướng ngại của bóng đá Việt Nam không chỉ là Thái Lan đương kim vô địch mà còn có Indonesia nằm chung bảng đấu ở AFF Cup 2024 cùng 3 đội khác là Philippines, Myanmar và Lào. Huấn luyện viên Kim Sang-sik tìm cách làm mới đội tuyển. Học theo tiền nhiệm Park, ông Kim Sang-sik thường có những đợt hội quân ngắn chỉ vài ngày để bảo đảm không bỏ sót bất kỳ nhân tài nào cho các đội tuyển quốc gia. Theo đó, ông Kim cho triệu tập 35 cầu thủ dưới 22 tuổi từ ngày 13 tháng 8 đến ngày 17 tháng 8 để kiểm tra chất lượng của họ. Do đội tuyển U22 Việt Nam không có nhiệm vụ quốc tế nào trong năm nay mà phải chờ đến sang năm mới đá SEA Games và vòng loại U23 châu Á, nên đợt hội quân này nhằm giúp huấn luyện viên Kim Sang-sik sàng lọc nhân tài cho tuyển quốc gia. Dù cực khó cho ông Kim nắm bắt trình độ học trò một cách rõ ràng chỉ sau 5 ngày tập luyện, thầy Hàn vẫn phải bắt tay vào guồng máy hoạt động sau 1,5 tháng ngồi chơi rơi nước khi nghỉ hết giải, theo kiểu có còn hơn không. Bên cạnh đó, lứa cầu thủ dưới 22 tuổi này thường không có suất chơi V-League hoặc chỉ ngồi dự bị khiến họ cần có môi trường rèn luyện nhiều để sớm bắt kịp các đàn anh. Khao khát của huấn luyện viên Kim Sang-sik còn là cách làm mới đội tuyển quốc gia sau khi ông tiếp quản đội hình từ tiền nhiệm Thu Jie, nhưng chủ yếu sử dụng quân thời Park Hang-seo. Hai trận thủ tục ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 hồi tháng 6 thắng nhẹ Philippines 3-2 phút bù giờ hay lại thua Iraq 0-1 cho thấy rõ điều đó. Cũng bởi ông Kim không có nhiều thời gian để làm mới theo cách của mình, nên ông đành chọn giải pháp an toàn nhất với hầu hết tuyển thủ trung thành của thầy Park. Hy vọng huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ vượt qua mọi trở ngại ở lần hội quân đầu tiên trong năm 2024 với lứa U22 Việt Nam để tìm cầu thủ giỏi tăng cường lên tuyển quốc gia, đá 4 trận giao hữu cho nhiệm vụ đòi lại ngôi vô địch AFF Cup từ Thái Lan. Huấn luyện viên Kim Sang-sik khó chọn quân mới. V-League ngày 14 tháng 9 mới khởi tranh, nếu huấn luyện viên Kim Sang-sik khó chọn nhiều nhân tố mới trong đợt tập trung FIFA Days đầu tháng 9 tập luyện và thi đấu giao hữu với đội tuyển Nga và Thái Lan. Không phải huấn luyện viên Kim Sang-sik không muốn thay máu lực lượng, chọn nhân tố mới cho đội tuyển Việt Nam trong các đợt tập trung FIFA Days tháng 9 và 10 tới, chuẩn bị cho AFF Cup sẽ diễn ra từ ngày 9 tháng 12 năm 2024 đến 5 tháng 1 năm 2025. Nhưng ở thời điểm V-League chưa diễn ra, chỉ có các nhân sự thuộc Công an Hà Nội và Đông Á Thanh Hóa nhập cuộc sớm khi cùng câu lạc bộ của mình tham dự Shopee Cup từ ngày 21 tháng 8 thì thay đổi dù muốn cũng không thể thực hiện. Đội tuyển U22 được tập trung ngắn hạn từ 13 đến 17 tháng 8, nhưng thực chất mục đích là để chuẩn bị cho SEA Games 33 và vòng loại U23 châu Á 2026. Còn nếu để tìm nhân tố mới cho đội tuyển Việt Nam thì e khó khả thi. Về mặt lý thuyết, những cái tên như Văn Trường, Thái Sơn, Đình Bắc, Thanh Nhàn hoặc Vĩ Hào hoàn toàn có thể được bổ sung vào thành phần đội tuyển Việt Nam, nhưng cũng không thể coi là phát hiện mới vì họ đã từng được đánh giá năng lực, trao cơ hội không ít lần dưới thời huấn luyện viên Thu Jie, người tiền nhiệm của ông Kim Sang-sik. Trong hai trận đấu đầu tiên chính thức nắm quyền dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, khi đấu vòng loại thứ hai World Cup 2026 hồi tháng 6, huấn luyện viên Kim Sang-sik chỉ triệu tập 27 cầu thủ và không có những đột phá so với đội hình dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo và Thu Jie. Khi ấy, không phải cầu thủ nào cũng thể hiện phong độ cao, nhưng ít nhất năng lực của họ đã được thẩm định.
Câu chuyện này cũng hoàn toàn có thể được lặp lại ở đợt tập trung trong tháng 9, vì phần lớn các cầu thủ thuộc diện tập trung đội tuyển đều đang tập chay ở các câu lạc bộ do đang ở giai đoạn tiền mùa giải V-League 2024-25. Huấn luyện viên Kim Sang-sik muốn làm mới đội tuyển Việt Nam thì cũng phải kiên nhẫn chứ không thể nóng vội. Bài học từ người tiền nhiệm Tuzier vẫn còn nóng hổi và ông không muốn đi vào vết xe đổ đó. Sớm và khả thi nhất là đợt tập trung trong tháng 10 khi đội tuyển Việt Nam dự giải Tam Hùng trên sân nhà cùng Ấn Độ và Liban. Những thay đổi đáng kể mới có thể diễn ra vì huấn luyện viên Kim Sang-sik có thêm thời gian cùng những trải nghiệm, đánh giá thực tế tại V-League. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đặt ra mục tiêu cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik là lọt vào trận chung kết Asian Mitsubishi Electric Cup 2024, tiền thân là AFF Cup. Chính vì thế, đội tuyển Việt Nam cần có sự ổn định về nhân sự, nhuần nhuyễn chiến thuật, hoàn thiện lối chơi. Chưa ai biết đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ chơi tấn công hay phòng ngự phản công, hoặc có sự kết hợp hài hòa giữa hai lối chơi này tùy từng đối thủ khác nhau. Câu trả lời sẽ có khi đội tuyển Việt Nam tập huấn và thi đấu giao hữu trong 4 trận đấu tháng 9 và tháng 10 sắp tới. Những trận đấu đó vừa là cơ hội, đồng thời mang đến nhiều thách thức cho chính huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng những cầu thủ có khát khao được chứng minh năng lực, cống hiến cho màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn đang kiên nhẫn chờ xem huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ để lại dấu ấn đội tuyển Việt Nam và những quyết định liên quan đến nhân sự của ông thầy người Hàn Quốc được chú ý đặc biệt. Rút khiến cả V-League khiếp sợ lên tuyển Việt Nam giữa AFF Cup 2024. Câu lạc bộ Nam Định có kế hoạch lấy quốc tịch Việt Nam cho tiền đạo người Brazil Rafaelson. Theo một nguồn tin, câu lạc bộ Nam Định đang lên kế hoạch nhập tịch cho tiền đạo Rafaelson. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, Rafaelson sẽ thi đấu ở V-League 2024-25 với tư cách nội bình. Đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra bởi cầu thủ gốc Brazil đã chơi bóng nhiều năm tại Việt Nam. Việc Rafaelson nhập tịch chắc chắn sẽ khiến nhiều người hâm mộ vui mừng, bởi khi đó anh sẽ có cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam. Cần biết, cá nhân ngôi sao thuộc biên chế câu lạc bộ Nam Định cũng đã rất nhiều lần bày tỏ mong muốn được cống hiến cho đội tuyển Việt Nam. Cũng vì lý do đó, nhiều người cho rằng anh hoàn toàn có thể lên tuyển Việt Nam trong thời gian tới nếu lấy được quốc tịch. Những năm trở lại đây, bóng đá Việt Nam đang mở cửa hơn với chính sách nhập tịch cầu thủ. Trên thực tế, những thủ môn như Đặng Văn Lâm hay Nguyễn Philip đều được trao cơ hội và đang là trụ cột của đội tuyển Việt Nam. Nhưng phải biết, hai thủ môn nói trên đều mang dòng máu Việt Nam nên họ có thể thi đấu cho tuyển quốc gia, trong khi Rafaelson là người gốc Brazil. Do đó, nếu có quốc tịch Việt Nam, anh cũng khó lên tuyển quốc gia. Rafaelson lúc này được xem là một trong những ngoại binh xuất sắc nhất đang chơi V-League. Mùa trước, anh đã ghi đến 31 bàn và góp công lớn giúp câu lạc bộ Nam Định vô địch V-League. Ở mùa 2023-24, ngôi sao sinh năm 1997 cũng được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất V-League.